Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau ở trong podcast DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Nếu đảo qua mạng xã hội X trong một tuần vừa rồi thì chắc hẳn là nhiều anh em cũng sẽ bắt gặp một cái đặc sản của cái mạng xã hội này, đặc biệt là những cái nội dung liên quan đến thị trường crypto. Đó là những cái tranh luận rất là gay gắt giữa các cái KOL ủng hộ những cái hệ sinh thái, đặc biệt là các cái hệ sinh thái tham gia phát triển những cái bộ công cụ. Chúng ta có thể kể đến một cái tranh luận rất là gay gắt giữa ba cái hệ sinh thái là ZKSync, Optimism cũng như là Polygon, xoay quanh những cái thông số về kỹ thuật của cái bộ công cụ của họ và cái mạng lưới hỗ trợ làm sao để kết nối những cái chain sử dụng các cái bộ công cụ này. Thì đó là một cái câu chuyện thuần về kỹ thuật cũng như là công nghệ của các cái hệ sinh thái này. Tuy nhiên, tập tuần này chúng ta sẽ dành thời gian để nói về một cái khái niệm mà mình nghĩ là nó có thể là đơn giản, có thể là rất là nhỏ thôi và rất là ít người để ý. Tuy nhiên là với cái khái niệm này thì mình tin là đâu đó nó sẽ có những cái ảnh hưởng khá là lớn đến cái cấu trúc về mặt kinh tế của rất là nhiều những cái hệ sinh thái blockchain. Câu chuyện của chúng ta tuần này đó là priority fee hay là phí ưu tiên. Thì đây là một cái từ khóa và nó gợi lên một cái tranh luận, cũng là một cái cuộc tranh luận rất là gay gắt giữa hai cái hệ sinh thái. Đó là Solana và Arbitrum. Thì đây là hai cái hệ sinh thái cũng thu hút được khá là nhiều sự chú ý của người dùng DeFi trong suốt cái thời gian vừa rồi. Với Solana thì là cái cách tiếp cận monolithic, còn Arbitrum là một trong những cái layer 2 top đầu của Ethereum với cái cách tiếp cận là modular blockchain. Ok, thì trước khi đi vào cái cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ hai cái hệ sinh thái này xoay quanh cái từ khóa priority fee thì chắc là chúng ta nên dành một xíu thời gian để nói về cái khái niệm này. Thì priority fee, hiểu nôm na nó là cái phí ưu tiên anh em ha. Bên cạnh những cái phí giao dịch mà chúng ta sẽ phải trả cho các cái đơn vị vận hành hay còn được biết đến với cái tên là validator, thì đối với một vài cái mạng lưới blockchain thì chúng ta sẽ cần phải chi trả một cái phí ưu tiên gọi là priority fee. Thì cái mục đích của cái phí ưu tiên này là gì? Hiểu nôm na là các cái validator họ sẽ sắp xếp thứ tự xử lý các giao dịch dựa theo cái phí ưu tiên này. Nếu như mà phí ưu tiên của bạn cao thì đồng nghĩa với việc là bạn nói với mạng lưới rằng giao dịch của tôi là một cái giao dịch nó đang rất là gấp và hãy ưu tiên xử lý giao dịch của tôi. Thì trong thời gian gần đây, cái khái niệm priority fee này nó cũng có rất là nhiều những cái cập nhật đáng chú ý và một vài cái thông tin anh em có thể tìm hiểu thông qua cái từ khóa này. Điển hình với Solana thì họ đã triển khai và thông qua cái đề xuất là SIMD 96. Thì đây là một cái đề xuất đưa hoàn toàn cái priority fee này trả về cho các cái đơn vị validator, thay vì trước đây là họ sẽ chỉ chuyển một nửa cho validator thôi và nửa còn lại thì họ sẽ hủy khỏi cái nguồn cung. Thì đó là một cái đề xuất, một cái nâng cấp mà nó đã được triển khai ở trên mạng lưới Solana vào cuối tháng 5 vừa rồi. Một cái đề xuất cũng liên quan đến cái priority fee này, đó là cái đề xuất time push của Arbitrum. Thì nếu như mà anh em theo dõi những cái bài viết cập nhật về cái đề xuất này ở trên Coi68 thì cũng biết đề xuất này được ra đời để cho cái hiện tượng spam bot ở trên Arbitrum nó được giảm thiểu. Chúng ta biết là trong cái giai đoạn vào cuối tháng 6 có rất là nhiều những cái airdrop được triển khai ở trên các cái layer 2 và điều này nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái hiệu suất xử lý giao dịch của các cái mạng lưới này, đặc biệt là với những cái mạng lưới mà nó không có cái cơ chế ưu tiên phí giao dịch như là Arbitrum. Các cái layer 2 khác thì họ đã ứng dụng cái priority fee này từ rất lâu rồi, từ trong cái opcode của họ, điển hình như là những cái mạng lưới ở trong Superchain của Optimism. Tuy nhiên là Arbitrum thì ở thời điểm hiện tại họ vẫn đang là cái cơ chế first come first serve, tức là nếu như người dùng gửi cái giao dịch đó đến trước thì họ sẽ được ưu tiên xử lý cái giao dịch đó trước, thay vì là các cái đơn vị sequencer họ sẽ sắp xếp các cái giao dịch này theo thứ tự priority fee. Thì cái khoảng thời gian
cuối tháng 6 vừa rồi thì chúng ta cũng biết là cái hoạt động Claim Drop nó rất là sôi nổi, đồng thời nó phát sinh rất là nhiều những cái hoạt động arbitrage, tức là mua bán chênh lệch giữa các cái chain. Thì vì cái cơ chế first come first serve của Arbitrum thì họ đã phải hứng chịu một cái làn sóng bot spam rất là lớn, và điều này ảnh hưởng khá là nhiều đến cái hạ tầng cũng như là ngốn rất là nhiều phần cứng của các cái đơn vị vận hành ở trong cái mạng lưới này. Và đó là cái lý do khiến cho Arbitrum họ đi đến cái đề xuất time boost này. Anh em có thể tìm hiểu thêm về cái đề xuất time boost này trong những cái bài viết mà bọn mình sẽ đính kèm ở dưới phần description. Ok, một cái đề xuất khác, một cái thay đổi khác cũng liên quan đến cái priority fee này, đó là Tyco. Thì đây là một cái roll-up theo cơ chế là Base, một cái định dạng nó cũng khá là đặc biệt, nó cũng không giống với các cái smart contract roll-up mà chúng ta thường biết. Thì Tyco họ cũng đề xuất là giảm cái phí priority fee này xuống làm sao ở cái mức tối ưu cho người dùng. Và nó vẫn sẽ rất là hiệu quả khi mà tùy thuộc, nó sẽ có một cái khoảng chênh để điều chỉnh tùy thuộc vào cái nhu cầu ở dưới layer 1. Thì vì đây là một cái cơ chế base run up, một cái cơ chế mà nó sẽ không thông qua một cái sequencer nào cả, và các cái validator dưới layer 1 nó sẽ đóng vai trò như là một cái sequencer luôn. Thì cái priority fee này nó sẽ là một cái thành tố rất là quan trọng ở trong cái cấu trúc của một cái dạng roll up là base roll up như vậy, để đảm bảo ưu tiên là cái giao dịch đó, cái giao dịch ở cái block ở trên layer 2 nó được xác thực ở dưới layer 1. Thì đó là một vài cái điểm sơ qua về những cái cập nhật liên quan đến cái priority fee này. Chắc hẳn là nhiều anh em cũng thắc mắc là vì sao hai cái hệ sinh thái là Solana và Arbitrum thì họ có những cái tranh luận rất là gay gắt trong cái tuần vừa rồi liên quan đến cái khái niệm priority fee. Thì chúng ta sẽ cần phải đào sâu một xíu về cái cấu trúc kinh tế, cái cấu trúc revenue, cái cấu trúc doanh thu của các cái mạng lưới hiện tại. Thì một cái thông số chúng ta có thể thấy là trong vài tháng gần đây thì với Solana thì cái tỷ trọng priority fee và cái tỷ trọng là MEV thì nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong cái nguồn doanh thu chuyển về cho các cái validator. Chúng ta biết là cái con số này thậm chí bây giờ nó có thể có lúc nó dao động đến mức là 95%. Và vì vậy chúng ta thấy là cái nhu cầu được ưu tiên giao dịch ở trên mạng lưới Solana hiện tại nó rất là lớn, và các cái bot spam ở trên này thì họ cũng sẵn sàng chi trả những cái priority fee để làm sao được cái quyền thực hiện giao dịch và thực hiện những cái bundle về giao dịch để giao dịch chênh lệch. Thì đó là cái hiện tượng hiện tại ở trên Solana. Nhiều anh em khi mà sử dụng Solana trong thời gian cách đây 1-2 năm thì cũng biết được đây là một cái hệ sinh thái mà họ hỗ trợ giao dịch với cái fee khá là rẻ. Tuy nhiên với cái hiện trạng hiện tại, khi mà cái priority fee nó bị đội lên khá là nhiều, thì nó nổ ra một cái tranh cãi, đó là liệu cái priority fee này nó có được tính vào cái con số là tổng transaction fee mà người dùng phải chi trả cho một mạng lưới hay không. Thì đó là lý do tại sao mà Arbitrum họ lấy cái, họ nail vào cái con số này để họ đưa ra một cái so sánh về cái chi phí giao dịch trung bình của Solana trong tuần vừa rồi, thì nó vượt hẳn so với Arbitrum. Về phía Solana thì họ bảo rằng là đây, cái con số tính trung bình thì nó lại không hợp lý, và một cái cách tính phù hợp hơn đó là cái trung vị, cái median, thì nó sẽ phản ánh một cách chi tiết hơn về cái nhu cầu thực và cái con số phí giao dịch thực mà người dùng cần phải chi trả để thực hiện các cái giao dịch ở trên cái layer 1 này. Thì đó là một trong những cái lý do mà tại sao Arbitrum và Solana họ tranh luận nhau rất là nhiều. Trước đây chúng ta có một cái cuộc tranh luận khá là phổ biến của các cái mạng lưới blockchain liên quan đến cái tốc độ xử lý giao dịch, hay còn được biết đến với cái chỉ số là transaction per second á. Thì cái con số này về cơ bản chúng ta cũng có thể thấy là họ tranh cãi nhau rất là nhiều. Tuy nhiên là những cái TBS này phần đông nó sẽ mang yếu tố về mặt lý thuyết nhiều hơn, tức là nó mang yếu tố về mặt con số ở trên giấy, thay vì là một cái thực trạng hiện tại khi mà cái mạng lưới nó đi vào hoạt động và nó gặp cái hiện tượng bot spam thì chúng ta sẽ cần phải có những cái con số khác để đính kèm và đánh giá một cái mạng lưới. Thì
trong tuần vừa rồi chúng ta cũng phần nào thấy được là các cái đơn vị quan sát thị trường thì họ cũng đã sử dụng một cái chỉ số mới, là cái chỉ số transaction fee, khi mà có những cái biến động xảy ra. Thì đó là một cái yếu tố mà chúng ta có thể cân nhắc, thay vì đơn thuần chúng ta xem về những cái thông số mà cũng được biết đến từ lâu giờ, đó là cái transaction per second hay là cái độ phi tập trung. Thì đó là một cái thông số mới, một cái khía cạnh mới mà chúng ta có thể bổ sung vào khi mà đánh giá các cái mạng lưới blockchain. Ok, thì cũng liên quan đến cái tranh cãi giữa Solana và Arbitrum, nhưng mà một cái câu chuyện nó ngoài lề một xíu và nó không liên quan đến cái từ khóa chính của chúng ta hôm nay là priority fee. Thì các cái bên ủng hộ hai hệ sinh thái này thì họ cũng nêu ra một cái yếu tố, đó là cái tỷ lệ fail transaction, tức là cái tỷ lệ mà giao dịch bị thất bại của hai cái mạng lưới này, và họ đem ra so sánh với nhau và cũng đưa cái thông số này ra để làm một cái thang đo để so sánh. Thì chúng ta cũng biết là các cái giao dịch ở trên layer 2 thì họ cũng theo cái cơ chế là sequential, tức là tuần tự, và mình cũng đã có một cái tập nói về cái cơ chế xử lý giao dịch của các cái layer 2 và lý do vì sao mà các cái giao dịch ở trên layer 2 gặp thất bại. Thì anh em có thể theo dõi lại cái tập này, cũng cách đây vài tuần thôi, khi mà Arbitrum gặp rất là nhiều cái hiện tượng không xử lý được giao dịch khi mà có cái airdrop của layer 0. Còn về phía của Solana thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ giao dịch thất bại của họ nó cao hơn nhiều, đơn giản vì cái băng thông của họ, cái TBS của họ thì rộng hơn, và cái hoạt động của các cái bot spam giao dịch ở trên Solana thì nó được ủng hộ hơn một xíu bởi vì cái cơ chế xử lý parallel của Solana. Thì sẽ có một vài cái tranh cãi ở đây, đó là cái khái niệm fail transaction và drop transaction. Drop thì có nghĩa là cái giao dịch đó nó chưa được đưa lên xử lý on-chain và nó đang bị kẹt ở cái vùng networking layer. Thì đây là một cái khái niệm mà nó cũng khá là phức tạp, cho nên là mình sẽ đính kèm một cái bài viết liên quan đến cái bản cập nhật là 1.18 của Solana để anh em có thể tìm hiểu thêm về cái cách xử lý giao dịch của Solana và cách họ định nghĩa hai cái loại là drop transaction và fail transaction. Thì về cơ bản thì đây là hai cái hiện tượng mà người dùng cũng sẽ không thực hiện được giao dịch của mình thôi, nhưng mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn một xíu để biết được là cái giao dịch của mình nó gặp trục trặc ở chỗ nào, để có thể có những cái biện pháp xử lý làm sao cho phù hợp khi mà tương tác trên Solana và thậm chí là trên cả Arbitrum, một cái layer 2 cũng khá là sôi nổi thời gian vừa rồi. Thì anh em cũng có thể theo dõi lại những cái nội dung này. Bọn mình đã có những cái thông tin rất là chi tiết giải thích từng cái giai đoạn xử lý giao dịch để anh em có thể hiểu được là mình có thể chữa cái giao dịch của mình ở chỗ nào để làm sao để cho nó ít trục trặc nhất khi tham gia sử dụng các cái sản phẩm DeFi. Ok, thì chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với cái từ khóa chính của DeFi Discussion tuần này, đó là cái phí giao dịch ưu tiên. Thì với những người dùng phổ thông thì tại sao cần phải quan tâm đến cái khái niệm này? Bởi vì cá nhân mình nhận định rằng đây là một cái chi tiết khá là nhỏ, và phần đông chúng ta khi mà sử dụng các cái giao dịch, sử dụng các cái ví thì cũng ít ai mà có cái nhu cầu để tinh chỉnh lại những cái phí ưu tiên này. Hầu hết những người quan tâm đến cái priority fee này là các cái đơn vị giao dịch chênh lệch, những MEV bot. Họ làm sao để họ có thể đảm bảo là cái giao dịch của mình nó được xử lý nhanh nhất. Còn với những người dùng phổ thông thì khi mà chúng ta thực hiện những thao tác swap hay là gửi tiền qua lại giữa các ví thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là ít quan tâm đến khái niệm này. Vậy thì sau rất là nhiều những câu chuyện, sau rất là nhiều những cái drama, sau những là rất là nhiều những cái thông tin cập nhật về các cái hệ sinh thái, thì người dùng chúng ta tại sao cần phải quan tâm đến cái khái niệm này? Thì đâu đó anh em cũng đoán được, ở trong cái phần đầu của cái podcast này mình cũng đã có để một cái manh mối liên quan đến khái niệm priority fee. Đó là chúng ta với vai trò là những người theo dõi thị trường đang tìm tòi về những cái hệ sinh thái và đang đi tìm cho mình những cái đánh giá nó khách quan nhất để làm sao để đưa ra những cái quyết định đầu tư nó phù hợp, thì chúng ta cũng có thể thấy là cái priority fee này nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong những cái cơ chế về mặt kinh tế của các cái mạng lưới blockchain. Chúng ta thấy là cái priority fee này nếu như mà nó được phân bổ lại
trong cái trường hợp của Solana thì chúng ta có thể thấy là nếu như mà nó được phân bổ lại 100% cho các validator thì đâu đó nó sẽ làm cho cái cơ cấu kinh tế của cái mạng lưới này nó được cân bằng hơn. Thay vì chúng ta thấy là trong quá khứ thì các cái validator họ sẽ hưởng một cái lượng phí rất là ít, nhưng mà cái chi phí để vận hành chain của họ thì khá là lớn, thì nó sẽ là một cái sự thiếu cân bằng về mặt doanh thu và chi phí của một cái mạng lưới. Thì đó là một cái ví dụ mà chúng ta có thể thấy là cái priority fee này chỉ cần một cái thay đổi thôi thì nó có thể khiến các cái mạng lưới nó thay đổi về cái mặt cấu trúc kinh tế, về cái dòng tiền ra vào. Một cái ví dụ khác mà mình cũng đề cập ở trong cái tập podcast này đó là cái câu chuyện của Arbitrum. Thì trong cái đề xuất time push thì chúng ta cũng biết là cái phí priority fee thu được sẽ là một cái hình thức để họ chiết xuất cái giá trị mà các cái MEV bot đã trục lợi từ người dùng. Thì đây là một cái cách để Arbitrum có thể thu lại được cái giá trị từ những cái MEV bot này. Trước đây thì chúng ta cũng thấy là các cái giải pháp ở bên hệ sinh thái của Optimism thì họ cũng sử dụng cái cơ chế này, và thậm chí là hiện tại Optimism họ cũng đang có một cái đề xuất gọi là cái MEV tax, tức là họ thay vì họ thu cái phí priority fee thì họ còn có thể chiết xuất được một cái phần giá trị chia thẳng về cho các cái smart contract, và cụ thể ở đây là các cái DApp, các cái sản phẩm ở trên hệ sinh thái của họ. Thì đây cũng là một cái hướng đi khá là hay để họ có thể phân chia lại cái giá trị từ MEV. Ok, thì có một cái câu chuyện khác cũng liên quan đến cái priority fee này, đó là một cái tranh luận mà chúng ta cũng thấy khá là phổ biến ở trong cộng đồng, đó là liệu cái priority fee nó có làm trầm trọng hơn cái hiện tượng MEV hay không. Bởi vì nếu như mà MEV họ phải xếp hàng và chờ cái giao dịch của mình được xử lý thì đâu đó cái động lực của họ và cái lợi nhuận của họ nó sẽ bị ảnh hưởng. Và do đó nó sẽ giảm thiểu những cái động cơ để họ thực hiện những cái hành vi gọi là mua bán chênh lệch như vậy. Tuy nhiên nếu như mà cái priority fee này nó được ứng dụng và nó được khuyến khích thì đâu đó các cái đơn vị MEV họ sẽ có nhiều cái cơ hội để chiết xuất cái giá trị này từ người dùng hơn, thì đâu đó nó sẽ gây ảnh hưởng khá là nhiều cho người dùng ở trên các cái mạng lưới này. Và chúng ta sẽ cần phải theo dõi cái ảnh hưởng của việc là các cái thay đổi liên quan đến priority fee, các cái phí ưu tiên nó sẽ tác động như thế nào đến trải nghiệm của người dùng ở trên các cái mạng lưới. Thì đó cũng là một cái khía cạnh mà chúng ta cần quan tâm để có được những cái đánh giá làm sao cho nó khách quan nhất. Và cuối cùng, sau khi chúng ta ý thức được rằng là cái phí ưu tiên này nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc kinh tế nè, rồi nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người dùng, thì đâu đó cái yếu tố cuối cùng chúng ta cần phải quan tâm, cần phải ứng dụng cái thông tin về priority fee này vào những cái giao dịch hàng ngày của mình, đặc biệt là với những cái anh em mà tham gia test các cái sản phẩm để có retro chẳng hạn, thì việc mình chú ý một xíu tinh chỉnh những cái priority fee này làm sao cho nó hiệu quả ở trong cái giao diện ví của mình thì nó cũng sẽ có phần là tối ưu cái chi phí khi mà đi thử nghiệm các cái sản phẩm cho anh em. Nó cũng không quá nhiều đâu, mỗi một cái giao dịch thì nó cũng ít thôi, nhưng mà khi mà chúng ta thử nghiệm nhiều cái giao dịch và chúng ta nhiều cái sản phẩm, sử dụng nhiều cái sản phẩm thì cái phí này nó sẽ cộng dồn vào, và lâu dần thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái lợi ích của chúng ta khi mà tham gia thử nghiệm các cái sản phẩm. Rồi, thì đó là những gì mà chúng ta sẽ nói về một cái khái niệm quen nhưng mà rất là lạ, bởi vì trước giờ thì ít ai nói về cái câu chuyện về cái phí ưu tiên này. Thì hy vọng là cái góc nhìn cũng như là những cái thông tin và chia sẻ của cá nhân mình trong DeFi Discussion lần này hữu ích, cũng như là mang lại những cái giá trị cho anh em. Và nếu như mà anh em thấy tập podcast lần này hữu ích thì có thể để lại cho bọn mình một like, cũng như là chia sẻ đến những người đang cùng đồng hành với anh em trong cái hành trình tìm tòi và khám phá những cái hệ sinh thái DeFi ở thời điểm hiện tại anh em ha. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion lần này, và hy vọng là chúng ta có cơ hội để gặp nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Ok, bye bye anh em.